Trước đó, tối ngày 14 tháng 6, bà Lê Thị Giấy, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, đến công an phường trình báo bị một nhóm đối tượng đi xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đòi nợ thuê Kim Ngân, trụ sở tại tỉnh Đắk Nông, đến đòi nợ và có hành vi chửi bới, hăm dọa, đánh bà bị thương. Khi lực lượng công an thành phố Long Xuyên đến mời về làm việc, thì các đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi chống đối. Qua kiểm tra phát hiện xe ô tô trên có tàn trữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao mã tấu, bình xịt hơi cay và một cây chích điện. Tại cơ quan công an, các đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 47, trú tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Hậu Giang, đang làm việc cho công ty đòi nợ thuê Kim Ngân, thừa nhận việc đi đòi nợ thuê nhưng không thừa nhận hành vi đánh bà giấy. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đưa một đối tượng vào trung tâm cai nghiện, một đối tượng vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, xử phạt hành chính một đối tượng về hành vi đánh nhau và đề nghị Ủy ban dân thành phố Long Xuyên xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với công ty này.